Cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược sẽ được diễn ra. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin vào ngày 20 tháng 5. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị về cuộc tập trận trên. Theo đó, cuộc tập trận hạt nhân sẽ được tiến hành trong thời gian thích hợp và Bộ Quốc phòng Nga sẽ sắp xếp ngày giờ cụ thể. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo chỉ thị của Tổng thống Putin, đã yêu cầu quân đội tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì Moscow cho là có mối đe dọa từ Pháp anh và Mỹ, Bộ tổng tham mưu quân đội Nga bắt đầu chuẩn bị tập trận trong thời gian tới. Với các đơn vị tên lửa của quân khu Phương Nam có sử dụng máy bay và hạm đội hải quân. Vũ khí hạt nhân chiến thuật khác với vũ khí hạt nhân chiến lược, vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Đây là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn hơn.